Hôm nay là ngày vui của tôi. Do tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, nên tôi chỉ tổ chức đám cưới đơn giản, mời những anh em, bạn bè thân thiết. Nếu lỡ có gì sai sót, mong các vị bỏ qua cho tôi. Chúc mừng ông Huỳnh và cô Trà nha. À, quên mất, phải gọi là ông Huỳnh và bà Huỳnh mới phải chứ. Ông đúng là vừa giàu sang vừa có phúc. Ở tuổi này mà cưới được vợ trẻ đẹp, thế thì còn gì bằng. Là bạn thân lâu năm, tôi chỉ mong cho ông có được một đích tôn, nói giỏi cái cơ ngơi ngàn vàng này thôi. Cảm ơn ông nha, tôi cũng mong như thế. Nhưng con cái là do trời ban, tôi cũng chỉ biết cầu khẩn thôi ông ạ. Tuy gia cảnh tôi nghèo khó, được gả cho ông chỉ để trả nợ, nhưng tôi cũng biết bổn phận và trách nhiệm của mình. Tôi sẽ không phụ sự mong đợi của ông đâu. Tôi còn phải cảm ơn em vì đã không chê một ông lão già nua như tôi mới phải. Tiếp khách từ sáng đến giờ, chắc em đã mệt rồi. Để tôi sai người đưa em ra nhà sau nghỉ cho yên tĩnh. Thằng đen đâu? Hãy đưa bà chủ về nhà sau nghỉ ngơi đi. Nhớ mang trà và loại trầu ngon nhất cho bà chủ dùng đó. Em gái thật là xinh đẹp. Chị đây là... Chị là họ hàng xa của ông Huỳnh. Em cũng thấy rồi đấy. Chị bầu bí thế này, nhà trên thì lại ồn ào, chịu không nổi nên chị trốn ra đây. Nhưng ganh tị với em thật đấy. Vừa xinh vừa trẻ thế này, ông Huỳnh thật có phúc. Chỗ người trong nhà em cũng không giấu gì chị. Nhà em thiếu nợ ông Huỳnh, may thay em được ông để ý tới, nên ông ngỏ lời cưới em để trả nợ. Chứ thân phận em như này làm sao dám mơ cao. Thế là một công đôi việc, lợi được cả đôi đường rồi còn gì. Nhưng sao từ nãy đến giờ bọn người hầu không đem trà nước gì đến thế nhỉ? Không có phép tắc gì cả. Hay là em dùng tạm mấy miếng trầu của chị này. Em có thấy những cây cau có dây trầu quấn quanh đằng kia không? Những cây này là do một người quan trọng của ông Huỳnh trồng đấy. Những cây này thật tốt tươi, miếng trầu cũng tươi mát, chắc được chăm bón kỹ lắm đây. Nhưng người quan trọng ấy là ai thế ạ? Ờ, chị ơi, chị đâu rồi nhỉ? Vừa mới ngồi đây mà. 2 tháng sau. Đúng là ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của em, cho em với ông có một đứa con. Tôi vui lắm, từng tuổi này rồi mới lại có đứa con, thật là phúc đức quá. Chỉ sợ nó không phải là con trai, sẽ phụ sự mong đợi của ông mà thôi. Dù nó là con trai hay con gái thì tôi vẫn sẽ yêu thương nó. Đối với tôi, có một đứa con đã là một đặc ân của trời cao rồi. Những miếng trầu này thật tươi mát. Em nghe nói những cây cau và dây trầu ở đây do một người quan trọng của ông trồng đúng không ạ? Đấy là do mẹ tôi lúc còn sống đã trồng đấy. Nhưng vì sao em biết điều này? Ông có còn nhớ vào ngày cưới của chúng ta, ông cho em ra chỗ này ngồi nghỉ. Ở đây em tình cờ gặp được... Ôi, sao lại đau bụng thế này? Em đau quá ông ơi, em đau quá. Thằng đen đâu, mau kêu thầy thuốc đến đây nhanh lên, bà chủ bị đau bụng rồi. Em đừng quá đau buồn, thầy thuốc nói do là con đầu nên thai hơi yếu, vì thế mới mất con. Chắc chúng ta và đứa con này không có duyên với nhau. Cố gắng dưỡng sức cho thật khỏe, đừng để cơ thể bị suy nhược. 4 tháng sau. Đúng là trời thương, mất đứa con đầu chưa bao lâu thì em lại có đứa con này. Lần này chúng ta phải hết sức giữ gìn, tôi sẽ không để em làm bất cứ việc gì hết. Ông Huỳnh ơi, hình như con đang cử động này. Mới có 3 tháng hơn mà đã nghịch ngợm như thế, chứng tỏ con của chúng ta rất khỏe. Ông sắp xếp công việc rồi lát nữa đưa em và con đi dạo cho thai khỏe hơn nữa nhé. E là không được rồi. Đợt hàng sáng nay đang bị quan huyện giữ lại kiểm tra. Bây giờ tôi phải đi lên huyện ngay, khoảng 1 tuần mới về được. Em ở nhà nhớ nghỉ ngơi dưỡng thai cẩn thận đó.
Thế ông cũng đi cẩn thận nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo bệnh đấy. Ngươi đi lên huyện, đến nhà cô Đào Tuyết Mai, nói là tối nay ta sẽ ở lại, đi nhanh rồi về, tránh bị bà chủ nghi ngờ đấy. Bà chủ có hỏi thì bảo là đi lấy đồ quan trọng cho ta. Còn nữa, ở nhà mà bếp xếp cái miệng thì biết tay ta. Dạ, dạ, con biết rồi ạ. Trầu cau của mẹ ông Huỳnh trồng thật tươi mát. Em Trà có tay đấy à? Chị đây là... Chị là họ hàng của ông Huỳnh đây mà. Em quên rồi sao? Hôm đám cưới ta có gặp nhau rồi đấy. Cũng tại đây này. Ôi, em nhớ rồi. Hôm đấy nhiều khách khứa quá nên em quên mất. Chị thứ lỗi cho em nhé. Mà chị cũng đang mang thai nữa à. Khi nào chị sanh? Chị cũng sắp rồi, nên tranh thủ đi qua đi lại cho dễ sanh ấy mà. Cơ mà em bụng mang giả chữa thế này mà ông Huỳnh đi đâu mất rồi nhỉ? Ông nhà em có việc nên đã đi lên huyện để giải quyết rồi. Nghe bảo gấp lắm, đi tận một tuần mới về ạ. À? Sao cơ, đi tận một tuần á? Này, chỗ chị em nên chỉ nói thật lòng. Tuy rằng em xinh đẹp, nhưng phụ nữ chúng ta lúc bầu bí trở nên xấu xí là chuyện thường tình, dễ làm cho chồng chán nản rồi đi ngoại tình đấy. Em nghĩ ông Huỳnh không làm ra chuyện như thế đâu ạ. À. Lúc biết em có thai, ông mừng lắm, lại càng thương yêu em hơn nữa. Tuy ông Huỳnh đã già, nhưng ông ấy rất tốt và nuông chiều em. Em còn trẻ chưa có kinh nghiệm, chị chỉ nói thế thôi, em tin hay không thì tùy. Nhưng nếu em muốn chắc chắn, hãy thử tìm trong tủ quần áo xem có vật nào khả nghi không. Đàn ông phản bội hay giữ đồ của nhân tình đấy. Có khi nào lời chị ấy nói là thật không nhỉ? Từ ngày cưới đến giờ, ông Huỳnh chưa xa nhà quá 3 ngày. Thế mà lần này ông đi tận 1 tuần. Ơ, chị ấy mới ngồi đây mà lại đi đâu rồi nhỉ? À khoan đã, làm sao chị ấy lại vào được đây? Thôi kệ, chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Phải đi tìm xem ông Huỳnh có giấu mình thứ gì không. Chắc mình đã hiểu lầm ông Huỳnh rồi. Làm gì có chuyện ông ấy đi ngoại tình lúc mình đang mang thai như thế này. Ôi, gì thế này? Sao bỗng nhiên nó lại rơi xuống nhỉ? Trông như hộp đựng trầu. Nhưng mà ông Huỳnh có bao giờ đụng đến trầu cau đâu. Chiếc khăn có thêu tên Hoa ư? Hoa là ai? Chẳng lẽ ông Huỳnh đã ngoại tình thật sao? Mình phải lên huyện tìm ông ấy để nói cho ra lẽ. Ôi, sao mình lại thấy choáng váng thế này? Tôi bị làm sao thế? Sao bụng tôi lại đau thế này? Dạ, dạ, bà đã xảy thai rồi ạ. Lúc tôi phát hiện ra thì thấy bà chủ đã nằm ngất lịm trước cửa phòng của ông chủ ạ. Sao? Tôi đã sảy thai rồi sao? Thật kỳ lạ, rõ ràng thai của tôi đang rất khỏe mạnh cơ mà. Chuyện này thật kỳ lạ, đúng là sức khỏe của phu nhân đang rất tốt. Hôm qua tôi còn khám thai cho phu nhân, không thấy có chuyện gì bất thường cả. Vậy mà hôm nay thì... Từ lúc bước vào phòng ông Huỳnh, rồi trước lúc tôi ngất đi thì tôi đã... À, đúng rồi, chiếc khăn tay... Anh Đen, anh có biết ông Huỳnh có người quen nào tên là Hoa không? Dạ, dạ hình như là không ạ. Bạn bè làm ăn của ông Huỳnh thì không có ai là phụ nữ cả. Còn họ hàng của ông Huỳnh cũng không có. Theo tôi biết thì chỉ có một người. Nhưng người đó là... Người đó là ai? Sao anh không nói tiếp đi? Dạ, dạ, người đó là... Là vợ cũ của ông Huỳnh. Nhưng bà ấy đã chết từ lâu rồi. Nhưng sao cô lại hỏi đến người tên đấy thế? Thai phụ mà chết đi thì linh thiêng lắm ạ. Người vợ đã chết sao? Thai phụ sao? Tại sao trong nhà này ta không thấy có bàn thờ của người đó? Xin mời bà chủ hãy đi theo tôi. Trong căn hầm này là gì vậy? Thưa bà chủ, ông chủ không muốn nhắc tới người vợ quá cố, nên lén lút thờ cúng bà ấy ở dưới căn hầm này.
trong ngôi nhà này cũng không ai được nhắc tới tên bà ấy. Sao người có thể làm ta hiện nguyên hình? Ôi trời ơi! Thái phụ độc ác kia, đừng tưởng ta không biết những chuyện xấu xa mà ngươi đã làm. Bà là ai? Em gái, em lại quên chị nữa rồi. Chúng ta đã gặp nhau tận 2 lần, lần này là lần thứ 3. Nhưng xin lỗi vì đã nói dối em. Chị đây không phải là họ hàng của ông Huỳnh, mà thật ra ta là người vợ đã chết của ông Huỳnh. Người vợ đã chết sao? Nếu đã chết rồi thì tại sao bà không đi đầu thai mà vẫn tiếp tục ở lại hại người như thế? Vì bà ấy là thai phụ mà. Linh hồn của người phụ nữ chết đi trong lúc đang mang thai sẽ có nhiều nỗi uất hận nên rất khó siêu thoát. Ta chẳng cần siêu thoát, ta phải ở lại trần gian này để trả thù lão Huỳnh bội bạc kia. Ông Huỳnh đã làm gì bà? Cô đã bị sự giả tạo của ông Huỳnh đánh lừa rồi. Ngày xưa ta là con gái nhà thầy Đồ, còn lão Huỳnh chỉ là một tên nông dân nghèo kiết xác. Ấy thế mà tình yêu ấy lại đẹp biết bao. Thì ra hai người từng yêu nhau sâu đậm như thế. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng tôi mới là người duy nhất ông ấy lấy làm vợ. Ta cũng đã từng có suy nghĩ như cô. Vì thế ta đã trốn cha, bỏ nhà đi theo lão đến vùng này. Cùng lão chịu thương chịu khó, những cây cau và dây trầu kia là ta đã cùng lão vun trồng đấy. Thì ra bà mới là người trồng những cây cau và dây trầu kia. Vậy mà ông Huỳnh nói với tôi rằng cây ấy do mẹ của ông ta trồng. Nhưng hai người đang hạnh phúc như thế mà tại sao bà lại... Hạnh phúc ư? Khi ta đang mang thai sắp đến ngày sinh nở, lão ta lại ngoại tình với con gái của chủ đất, rồi về đánh đập, nhục mạ ta đến mức sảy thai. Vừa mất con, vừa bị hành hạ thể xác. Cô nghĩ tôi có sống nổi hay không? Ông Huỳnh là một người tồi tệ như thế thật sao? Vì thế, ta đã cảnh báo trước cô rồi còn gì. Chắc chắn giờ này, lão đang ở cùng nhân tình. Không tin thì cô cứ hỏi thằng đen thử xem. Chẳng lẽ ông Huỳnh đã ngoại tình lúc tôi đang mang thai thật sao? Anh đen đâu? Mau ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Dạ, bà chủ gọi tôi ạ. Bây giờ anh có 2 lựa chọn. Một là nói ra sự thật ông Huỳnh đang ở đâu. Hai là chịu 50 gậy rồi dọn đồ ra khỏi cái nhà này. Nên nhớ, bây giờ ông Huỳnh không có ở nhà để bênh vực cho anh đâu. Dạ, tôi nói. Bà đừng đuổi tôi khỏi nhà. Hôm qua ông có sai tôi đi lên huyện, đến nhà cô Đào Tuyết Mai. Nói là tối ông sẽ ở lại đó. Ông còn dặn tôi là không được cho bà biết. Bà ơi, bà đừng kể ông biết là tôi nói với bà nhé. Được rồi, lui ra ngoài đi. Cô đã tin tôi chưa? Cuối cùng cô cũng sẽ có số phận như tôi thôi. Thay vì bị đánh đến mức sảy thai thì tôi giúp cô sảy thai một cách nhẹ nhàng hơn mà không mất mạng. Cô còn phải biết ơn tôi đấy. Tôi rất cảm thông cho hoàn cảnh của bà, nhưng tôi không thể tha thứ cho những chuyện ác mà bà đã làm. Đứa bé có tội tình gì mà bà phải giết chúng? Tôi đã làm lỗi gì với bà mà bà lại giết con tôi? Tất cả những người phụ nữ làm vợ của lão Huỳnh đều phải chịu sự đau khổ như ta. Cả con gái của chủ đất, cô và ả Đào Tuyết Mai kia nữa. Các cô chỉ cần ăn miếng trầu hoặc chạm vào đồ vật của ta thì đều sẽ có một số phận như ta thôi. Cô đừng lại gần hồn ma này, rất nguy hiểm đấy. Chẳng lẽ bà cứ mang mối hận này mãi sao? Hãy buông bỏ hận thù, rồi bà sẽ được đầu thai, sống cuộc đời mới.
có thật là ta sẽ được đầu thai không? Nhưng ta đã làm nhiều chuyện ác như thế, chắc linh hồn của ta chẳng thể siêu thoát được đâu. Bà đừng lo, tôi sẽ mang tiền của ông Huỳnh đi giúp người nghèo, tích công đức cho bà và ông ấy để bớt tội lỗi cho hai người. Chỉ cần bà hứa với tôi thành tâm tu tập, đừng hại người vô tội nữa. Tôi hứa với cô. Anh giúp việc trong nhà này đã lâu, nếu ông Huỳnh biết chuyện anh nói cho tôi biết chuyện ông ấy ngoại tình thì sẽ không tha thứ cho anh đâu. Nên anh hãy cầm số vàng này rời khỏi đây rồi tìm chỗ khác mà làm. Cảm ơn bà chủ, bà cũng lên đường bình an nhé. Đen ơi, Đen à, mày đâu rồi? Đồ đạc quý giá của tao đâu cả rồi? Trà ơi, Trà, em ở đâu? Tại sao nhà cửa trống trơn, không một bóng người thế này? Tiền của ta, vàng của ta, vợ con của ta đâu cả rồi? Tiền của ta, vàng của ta. Sau khi cô Trà lấy hết tiền vàng bỏ đi, ông Huỳnh trở về phát hiện đều đã bỏ đi mất. Ông ta tức giận rồi hóa điên. Vỏ bọc hạnh phúc. Hôm trước anh bảo em đi mua lấy một bộ tử tế, sao em không mua à? Mua sao được hả anh? Tiền nộp học phí cho con còn chưa đủ, lấy đâu tiền mà mua? Thôi, em mặc bộ này đi cũng được. Để anh chở em đi. Thôi, em đi xe buýt cũng được. Nhà có mỗi cái xe, anh còn phải đi đón con. Ở nhà, anh nhớ cho con ăn và ngủ đúng giờ nhé. Có thể em sẽ về hơi trễ đấy. Ừ, em cứ đi đi. Hoa, Hoa ơi, bọn tớ ở đây này. Ôi, lâu lắm rồi, giờ mới được gặp lại mọi người. Dạo này cậu bận lắm hay sao mà chả thấy tin tức gì cả? Chồng con dạo này thế nào? À, thì vẫn thế. Vợ chồng tớ vẫn ở nhà thuê cũ, cũng vất vả lắm. Ôi, bộ tứ ngày xưa đã tụ tập ở đây rồi à. Trông các cậu dạo này khác quá, tớ suýt không nhận ra đấy. Ồ, Lan đi ư? Lan đi ư? Trông cậu chẳng già đi tí nào, lại còn xinh đẹp hơn là khác. Nhất cậu đấy, đúng là lấy được chồng giàu có khác. Nói thế chứ sướng gì đâu, tớ suốt ngày phải quanh quẩn ở nhà với đi shopping, chán chết đi được. Thế cậu còn muốn gì nữa? Bọn tôi đang phát ghen với cậu đấy. Sống thế mới là sống chứ, cứ như bọn mình. Thôi, các cậu nói chuyện đi, tớ qua chào bạn lớp trưởng cái đã. Số nó đúng là sướng thật. Ngày xưa lúc đi học, nó chỉ mãi chơi, không chịu học hành. Còn chúng mình lăn ra mà học. Thế mà bây giờ, nghe nói Lan nó lấy chồng giàu lắm. Nhìn xem, đồ của Lan toàn nhãn hiệu đắt tiền thôi. Có khi lương mấy tháng của tụi mình góp vào mới đủ để mua một đôi giày đó ấy. Hôm trước anh bảo em đi mua lấy một bộ tử tế, sao em không mua à? Mua sao được hả anh? Tiền nộp học phí cho con còn chưa đủ, lấy đâu tiền mà mua? Ôi, anh à, em đang đi họp lớp, lát em sẽ về. Cô suốt ngày chỉ biết có tụ tập chơi bời thôi à? Có về nhà ngay không thì bảo, nếu không tôi đến tận nơi thì lúc đó đừng trách tôi vô tình đấy. Được rồi, để em về ngay đây. Thôi, tớ về đây. Để tớ đưa Lan về. Thôi, để tớ tự bắt xe về. Kẻo ông chồng tớ mà thấy cậu thì phiền phức lắm. Tớ về đây. Tưởng nó sướng, lấy được chồng giàu, ai ngờ Lan không sung sướng như mọi người vẫn nghĩ đâu. Chồng cô ấy vũ phu lắm, hạnh phúc mà cô ấy kể cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Em xin lỗi vì đã có lúc so sánh anh với chồng của người khác.
đâu cứ phải là người giàu mới được hạnh phúc chồng nhỉ? Chuyện chiếc đồng hồ. Nến, hương, tiền vàng. Sao em không ngủ? Sáng sớm tinh mơ ngồi lầm bầm cái gì thế? Sớm hôm nay em với mẹ đi lễ, sợ quên thứ gì nên mới nhẩm lại cho chắc. Ôi, lễ gì mà lễ suốt thế? Cả tháng nay, anh thấy em với mẹ cứ đi tối ngày. Chết, anh đừng có nói vậy. Thầy này giỏi lắm, em với mẹ đăng ký mãi mới đến lượt đấy. Thầy bận trăm công nghìn việc, thu xếp được cho nhà mình là tốt lắm rồi. Thôi, em đi đây. Cháu xuống ăn sáng đi. Bác nấu phở để sẵn trên bàn rồi. Vâng ạ. Thôi chết, lại quên rồi. Đâu nhỉ? Cháu tìm gì thế? Cháu tìm cái đồng hồ. Mọi ngày đều ở đây mà. Thôi, cháu đi làm đã không muộn mất. Cháu về tìm sao vậy? Ừ, cháu cứ đi đi. Cô ở nhà tìm cho. Sáng nay anh tìm mãi không thấy cái đồng hồ. Em ngồi đấy thử tìm kỹ lại giúp anh với. Sao anh không bảo cô Hiên tìm cho? Hôm nay cô ấy ở nhà cũng tìm rồi, nhưng mà vẫn không thấy. Hay làm gì có, cái đồng hồ to lù lù, có bé nhỏ gì đâu mà tìm không được. Chả nhẽ lại mất à? Cái đồng hồ mấy triệu bạc. Sáng nay cô Hiên có vào dọn phòng không anh? Có. Cô lên gọi anh xuống ăn sáng, rồi vào dọn trong phòng. Anh đi tới cầu thang nhớ ra, quay lại thì đã không thấy. Hay là cô Hiên? Em đừng nói linh tinh, tìm lại đi. Chắc nó đâu đấy thôi. Bới tung cả lên rồi, làm gì có chứ. Mấy hôm sau, anh à, anh sắp nghỉ chưa? Anh một lát nữa. Về đi, về ngay đi, vợ chồng mình bàn chuyện này. Hôm nay em đi xem ông thầy. Ông ấy bảo trong nhà có người gian, mất vật không tìm lại được nữa đâu. Người ta lấy cắp rồi, phải cảnh giác không lại mất tiếp. Ê, làm gì có chuyện đó. Sao không? Thầy mà đã xem thì sai đi đâu được. Thầy bảo từ giờ tới cuối tháng phải đuổi việc bà ấy ngay đi, không giữ trong nhà được đâu. Lần này anh phải nghe em. Anh về luôn đi, rồi mình bàn tiếp. Chuyện nghiêm trọng đấy. Chuyện gì thế này không biết. Trời ơi, mày đây rồi. Sao lại rơi được ở đây chứ? Làm mọi việc rối tung cả lên. Phen này phải cho bà ấy nghỉ việc ngay mới được, mà còn phải trừ tiền lương để bù vào. Chị Lan, lại đây em kể nghe chuyện này. Anh Hưng nhà em mất cái đồng hồ. Đi xem thì thầy bói bảo bà giúp việc lấy. Cái bà trông thế mà. Thật sao? Nhưng sao em biết? Có chắc không đó? Chắc chứ sao không chắc. Ai chứ ông thầy này nói thì chỉ có chuẩn. Mấy hôm nay em để ý rồi, bà ấy cứ lo lắng bồn chồn kiểu gì ấy. Chắc là sợ bị phát hiện. Ông thầy còn nói bà này cao số, ngán đường chồng em. Bà ấy ở trong nhà thì chồng em không thăng tiến được. Chết, kể cũng khó nhỉ. Không biết liệu có đúng thế không. Không phải thì tội cho người ta đó em. Còn không phải gì nữa chị. Tối nay nhất định em phải cho bà ấy nghỉ việc gấp. Em ơi, anh tìm thấy đồng hồ rồi này. Thật sao? Anh tìm được ở đâu vậy? Nó rơi xuống gầm bàn cơ quan lúc nào anh không để ý, lại cứ nghỉ để ở nhà. Chết chết, may quá. Suýt chút nữa lại đổ oan cho bác giúp việc. Tội nghiệp người ta. Thì tìm được là tốt rồi. Cũng vì cái tính đa nghi với mê tín của em mà suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi. Em... Mô hình đẹp nhất. Bố ơi,
Mẹ ơi, con đi học về rồi. Con trai, có phải nay con được điểm cao không? Nhìn con có vẻ rất vui. Không bố ơi, có chuyện còn thú vị hơn cơ. Ngày kia lớp con sẽ tổ chức buổi triển lãm mô hình bằng giấy kia, nhằm gây quỹ bảo vệ môi trường. Mô hình thì đúng là sở thích của con rồi còn gì. Đúng vậy, cô giáo nói những mô hình tham gia triển lãm yêu cầu phải là do bố mẹ và các con tự làm. Sao? Bố mẹ có bao giờ làm mô hình đâu mà biết làm? Mẹ cũng không biết, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng nha con. Bố mẹ và con sẽ làm một mô hình đẹp nhất. Chúng ta phải bắt tay vào làm ngay thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Con sẽ làm mô hình chính ngôi nhà của chúng ta. Mẹ đã chuẩn bị mọi vật liệu cần thiết rồi đây. Bố ơi, xong chưa bố? Xong rồi, cuối cùng thì cũng đã xong. Trông có vẻ hơi sọc sệt, không được chắc chắn cho lắm. Phải dán băng dính mới được, mà hình như còn thiếu thiếu cái gì nữa. Có lẽ chúng ta cần phải tô màu cho ngôi nhà nữa anh à. Đúng vậy, cần phải tô màu nữa. Phải làm cho giống ngôi nhà của chúng ta. Tô màu cho bố nè. Bố ơi, hôm nay con tập mô hình cho cô giáo rồi đó. Không ngờ mọi người đến đông đủ thế này. Vâng, hôm nay trường tổ chức bán các sản phẩm do học sinh và phụ huynh làm để gây quỹ mà bố. Con nói sao? Bán mô hình này á? Vâng, con tưởng là con đã nói điều này rồi mà. Ôi, mô hình đó thì ai mà dám mua chứ. Nếu biết trước như vậy thì chúng ta sẽ đầu tư hơn cho mô hình rồi. Biết trước vậy thì nhờ cậu thành họa sĩ thiết kế cho một mô hình hoành tráng hơn rồi. Hay là chúng ta nói với cô giáo rút lại mô hình đã nộp, mời các phụ huynh và học sinh vào tham quan mô hình và mua hàng ủng hộ. Đẹp quá! Bố ơi, mua cho con mô hình tàu vũ trụ. Con có thích mô hình nào không? Mẹ cho tiền mua nè. Thôi, em lên mua cái mô hình ngôi nhà mình đi, rồi bỏ nó vào đâu đó. Nói với con là có người mua rồi, rồi chúng ta về. Cô ơi, bán cho con ngôi nhà này. Không sao đâu cô ơi, chắc cây đó bố cháu dán không kỹ nên nó bị bung ra thôi. Hóa ra ngôi nhà này của gia đình cháu làm mà. Đúng vậy. Bố mẹ ơi, con đã mua nó rồi. Con trai, có nhiều mô hình khác rất đẹp mà. Sao con lại mua mô hình này? Nó... Bởi vì nó là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Và con thấy nó là mô hình đẹp nhất ngày hôm nay. Đúng vậy, đó đúng là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Món quà từ thiên đường. Gabi, em lại đau à? Mẹ ơi, mẹ lại đau à? Mẹ không khỏe một chút thôi con gái, mẹ không sao cả. À, con có biết mai là ngày gì không? Không ạ. Là ngày kỷ niệm ngày cưới ba mẹ. Vậy thì ngày mai mẹ sẽ mặc váy cô dâu chứ? Tất nhiên rồi con à. Con sẽ đi tìm váy công chúa. Tự nhiên em thấy sợ quá. Hứa với em, đừng để con bé biết chuyện nhé. Dạo này em đang khỏe lên đấy chứ. Nhìn em hồng hào lắm, em đừng nghĩ ngợi nữa. Nào, cả nhà cười tươi nhé. 1, 2, 3. Đẹp rồi. Nhớ hồi mới cưới qua anh à. Bây giờ nhìn em già hơn anh lắm. Đâu có, em lúc nào cũng xinh đẹp. Thật đấy. Em nghỉ một lát, rồi tối mình ra ngoài ăn nhé. Ba nhìn con xinh chưa nè? Con lấy đâu ra bộ tóc này vậy?
con thấy nó ở dưới sàn. Mẹ ngủ say quá, con thơm mà mẹ không biết gì hết. Gabi, Gabi, tỉnh lại đi Gabi. Chào bé con. Cô Tracy đến nè ba. Em đến rồi à? Con lại vòi vĩnh cô làm bánh đúng không? Đâu có đâu ba. Cháu mang cất đi, rồi chúng ta cùng đi chơi nhé. Vâng ạ. Từ khi Gabi mất, nhờ em mà con bé vui hẳn lên. Còn anh thì sao? Liệu chúng ta... Tracy, anh vẫn chưa sẵn sàng. Gabi... Lại là Gabi. Thôi, anh đừng nói nữa. Bánh táo ngon tuyệt, ngon như mẹ Gabi làm ấy ạ. À. Con gái, con có muốn cô Tracy sẽ thay mẹ chăm sóc và yêu thương con không? Có ạ, à. Con rất thích cô Tracy. Cảm ơn cháu. Anh đi lấy xe đây, hai cô cháu chuẩn bị đồ nhé. Cô ơi, cô lên phòng cháu đi. Đây là phòng sách của ba, phòng cháu ngay bên cạnh. Cô tết tóc cho cháu nhé. Được rồi, cháu có nơi chứ? Trong ngăn kéo ấy ạ. À. Anh ấy vẫn giữ những bức ảnh của Gabi. Cô ơi. Ừ, đây, cô thấy nơ rồi. Em ở đây à? Xong rồi đấy, cháu sang phòng trước nhé. Vâng ạ. À. Anh vẫn giữ những kỷ vật của Gabi sao? Ờ, nếu như em không vui, em đừng xem nó nữa. Người mất cũng đã mất rồi. Nếu đón nhận em, anh có thể vì em mà quên những kỷ niệm xưa đi được không? Anh có nghĩ em sẽ buồn không? Anh chỉ nghĩ là Gabi cũng... Gabi, Gabi! Em đi đâu? Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em không muốn làm cái bóng của Gabi suốt đời. Chương trình Điều ước từ trái tim hôm nay xin chia sẻ ước mơ của một cô gái đã sang thế giới bên kia. Gửi Sam, khi anh nghe được những lời này, chúng ta đã ở rất xa nhau rồi. Có lẽ anh đã chuẩn bị bắt đầu chặng đường mới. Em sẽ rất vui nếu thấy hai người hạnh phúc. Em muốn tặng hai người một kỳ nghỉ ở Abeirut, trang trại tuyệt đẹp cho các cặp tình nhân. Hy vọng anh và cô ấy sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào. Sam à, người đến sau luôn rất thiệt thòi. Anh hãy làm cho cô ấy vui và cười thật nhiều nhé. Đừng buồn về chuyện của em nữa. Trên thiên đường em rất ổn. Gửi bạn của tôi, cảm ơn vì đã yêu thương cha con của Sam. Hai người hãy hạnh phúc nhé. Cô gái có tên Gabi mong muốn người nhận có một chuyến đi vui, nhiều kỷ niệm, để trân trọng hơn từng giây phút được sống bên nhau. Anh Sam, anh Sam. Tracy, anh đang định đến chỗ em. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên ghen với Gabi. Vừa nãy chương trình phát thanh, cô ấy... Giờ, Tracy à, em đồng ý làm vợ anh chứ? Em đồng ý. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.